Và một điểm mà An cực kỳ thích ở chiếc nồi này đó là phía mặt trước sẽ có một miếng nhựa trong suốt. Bây giờ thì nồi màu đen nên là sẽ không thấy đâu mọi người ơi, nhưng mà khi bật điện lên thì mình sẽ thấy được công dụng của nó. Xin chào mọi người. Nồi chiên không dầu thì có lẽ là một sản phẩm đã quá là quen thuộc rồi, nhưng mà để lựa chọn được một chiếc nồi chiên phù hợp thì không phải là chuyện dễ dàng đúng không ạ? Và ngày hôm nay thì An sẽ giới thiệu cho mọi người một chiếc nồi chiên không dầu mới để mọi người có thêm nhiều sự lựa chọn hơn. Và đây chính là chiếc nồi chiên không dầu đến từ Lock & Lock, là một thương hiệu đã quá là quen thuộc rồi. Xin mời mọi người cùng tìm hiểu nó với An nhé. Chiếc nồi này có dung tích sử dụng 5.5 lít, có thể chiên được khoảng 5 chiếc đùi gà cùng một lúc luôn. Nói về khả năng nấu nướng thì chiếc nồi này có thể phục vụ được cho gia đình đông người từ 4 tới 6 thành viên luôn. Và về thiết kế thì cũng khá là đơn giản và gọn gàng nên sẽ phù hợp với gu của nhiều người nè. Cho dù là gia đình chúng ta có người lớn hay là những bạn trẻ hiện đại thích phong cách tối giản không màu mè thì cũng phù hợp luôn. Chưa hết đâu mọi người ơi, bởi vì nồi màu đen và có chất liệu là nhựa bóng nên nếu như trong quá trình nấu nướng mà bị bám dầu mỡ hoặc là dính vân tay thì sẽ rất dễ lau chùi. Và một điểm mà An cực kỳ thích ở chiếc nồi này đó là phía mặt trước sẽ có một miếng nhựa trong suốt. Bây giờ thì nồi màu đen nên là sẽ không thấy đâu mọi người ơi, nhưng mà khi bật điện lên thì mình sẽ thấy được công dụng của nó. Mục đích là để dễ dàng quan sát hơn trong lúc nấu. Nếu như trong quá trình nấu mọi người cứ mở ra để kiểm tra thì thứ nhất là sẽ làm bị gián đoạn quá trình nấu cũng như là bị thất thoát nhiệt, thì nấu nướng sẽ lâu hơn và mất thời gian nhiều hơn. Và thao tác của chiếc nồi này thì cũng rất là đơn giản, mọi người chỉ cần thao tác bằng bàn phím cảm ứng phía trên này. Bảng điều khiển có thiết kế khá đơn giản với các phím như là bật tắt, phím menu để bấm chọn các chương trình nấu và điều chỉnh thời gian, nhiệt độ và một phím bật tắt đèn bên trong khoang lò. Đối với những chiếc nồi chiên điện tử như vậy thì sẽ cực kỳ tiện lợi bởi vì sẽ có những chương trình được cài đặt sẵn, gợi ý mức nhiệt độ cũng như là thời gian nấu cho phù hợp với từng nguyên liệu của bạn, nên sẽ rất phù hợp với những bạn nào mà mới tập tành nấu ăn hoặc là chưa sành nấu nướng. Cụ thể nồi có các chương trình như khoai tây chiên, sườn, tôm, bánh, gà, thịt, cá. Nói chung thì khá là đa dạng nguyên liệu ha mọi người. Còn đối với những bạn nào mà đã sành nấu ăn thì sau khi chọn chương trình nấu thì chúng ta vẫn có thể linh hoạt điều chỉnh các thông số. Nhiệt độ thì mình có thể điều chỉnh tới 200 độ C và thời gian thì mình có thể cài đặt tối đa 60 phút. An thấy là những bạn nào mà thích ăn đồ chiên thì đặc biệt là nên sắm một chiếc nồi chiên không dầu, bởi vì nó sẽ giúp chúng ta làm giảm lượng dầu mỡ dung nạp vào trong cơ thể thì sẽ tốt cho sức khỏe hơn. Như là mình nè, mình thì cực kỳ thích món xôi chiên luôn mọi người, nhưng mà mỗi lần chiên thì hơi sợ tại vì sẽ tốn rất là nhiều dầu mỡ và phải chiên ngập dầu luôn. Cho nên là hôm nay thì An sẽ thử thực hiện món xôi chiên bằng chiếc nồi chiên không dầu này xem sao. Chiên không dầu thì sẽ hơi tốn thời gian hơn một tí xíu, và trước khi bỏ xôi vào thì mình cũng đã phết một ít dầu lên để thành phẩm sẽ đỡ khô hơn và hạt nếp nở đều hơn. Và khi hoạt động thì mọi người sẽ nghe được tiếng động cơ như thế này. Nó hơi ồn hơn một tí xíu so với một số loại nồi khác nhưng mà không đáng kể nha. Và trong quá trình hoạt động thì mình chạm tay vào không thấy nóng mọi người ơi, chỉ hơi âm ấm lên một tí xíu thôi, cách nhiệt rất là ok la luôn. Sau khi 30 phút chiên không thì đây là thành phẩm nè mọi người ơi. Có vẻ xôi cũng không căng phồng như lúc chiên ngập dầu, nhưng mà khi ăn thì ăn có cảm giác giòn hơn chiên dầu thông thường, bởi vì đặc trưng của nồi chiên không dầu thì nó sẽ chiên khô hơn đó mọi người. Phải nói là giòn rụm mà ăn rất đã luôn mọi người ơi, lại còn không bị ngấy dầu nữa. Nồi này mà làm cơm cháy chà bông thì phải nói là hết bài rồi. Và cũng phải khen nồi bởi vì khả năng chiên giòn đều cả hai mặt xôi. Và điều này thì không phải là chiếc nồi chiên không dầu nào cũng làm được đâu nha mọi người. Đối với một số loại nồi khác mà An đã trải nghiệm qua thì mình phải canh thời gian để trở mặt thực phẩm thì mới có thể chín vàng đều được. Và để làm được điều này thì có lẽ là nhờ thiết kế rổ chiên có các rãnh như thế này, giúp lưu thông khí nóng rất là tốt và đưa luồng khí nóng tiếp xúc đều với các mặt của thực phẩm. Ngoài ra, rổ chiên này còn được thiết kế có thể tháo rời, giúp mình dễ dàng lấy thức ăn ra ngoài ngay cả khi đồ ăn còn nóng. Và sau khi chiên sôi 30 phút thì nồi sẽ tốn nhiêu đây tiền điện nha cả nhà ơi. Nói tóm gọn lại một chút xíu về khả năng chiên của chiếc nồi này thì đầu tiên nhắc về thương hiệu Lock & Lock thì đã đủ tin tưởng rồi. Và nói tới khả năng chiên thì như món xôi vừa rồi An đã làm, chiên rất là thành công, vàng giòn đều hai mặt mà không cần trở,
và trong lúc hoạt động thì nồi cách nhiệt cũng rất là tốt. Và bên cạnh đó thì An thấy điểm cộng nữa đó chính là bảng điều khiển rất là đơn giản và dễ thao tác, dễ dùng nè. Có một điểm trừ nhỏ xíu thôi, đó là tiếng quạt kêu hơi to một tí. Nói như vậy thì chiếc nồi này sẽ phù hợp với những ai đây? Nếu như bạn là fan của Love & Love thì chắc chắn là không thể bỏ qua sản phẩm này rồi, phải không ạ? Với chiếc nồi này thì sẽ giúp cho bữa ăn của gia đình bạn trở nên lành mạnh hơn nè, giảm bớt lượng dầu mỡ dung nạp vào trong những cái món chiên khoái khẩu. Và dung tích này thì sẽ phù hợp với những gia đình có từ 4 tới 6 thành viên. Và nếu như bạn đang cần tìm một chiếc nồi đơn giản để hỗ trợ chiên thì đây chắc chắn là sự lựa chọn hợp lý. Về bảng điều khiển và chương trình nấu thì cũng không thêm thắt gì nhiều, rất là cơ bản và dễ dùng luôn mọi người. Cho nên là nhìn vào là mình đã có thể hiểu và thao tác được ngay. Nên là mọi người có thể mua để tặng cho người lớn trong nhà hoặc là bố mẹ cũng ok la luôn. Còn về thông tin chi tiết về giá sản phẩm thì An sẽ cập nhật ở dưới đường link bên dưới. Nếu như mọi người thấy video hay và hữu ích thì đừng quên cho Điện Máy Xanh một like, một subscribe. Còn bây giờ thì video xin được kết thúc tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong những video sau.